Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh chuyên cung cấp thiết bị âm thanh gia đình hàng bãi xịn chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay Nhật mang đến cho mọi người hai con âm ly của hãng Dinong cùng phân khúc 1500. Thì với một cái thiết kế cũng như là cái phần âm sắc có một cái sự khác biệt rất là rõ ràng giữa cái dòng thế hệ cũ và dòng thế hệ mới ha. Thì hai con âm ly này về còn giữ được cái tình trạng khá là tốt, có đầy đủ khiển và dây nguồn zin. Thì với cái dòng thế hệ cũ như là con 1500R thì hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 10 triệu rưỡi, và con 1500AE là với mức giá là 11 triệu 500 ngàn ha. Thì trong cái video này Nhật xin phép được quay tổng thể nội ngoại thất và một số cái chức năng cơ bản để gửi đến cô chú anh chị mình đang có nhu cầu cũng như là ở xa không có tiện thời gian đến cửa hàng thì có thể tham khảo và đánh giá trực tiếp trên cái video này. Xin mời mọi người ạ. Dạ rồi, thì đây là tổng thể gương mặt của con 1500R với cái gương mặt phay nhôm có màu đen. Về cái phần góc cạnh cũng như là chữ nghĩa trên cái gương mặt này còn giữ được cái tình trạng khá tốt, chưa có dấu hiệu bị trầy xước hay là bị phai chữ ha. Tất cả các nút hiệu chỉnh cũng như là volume thì cũng còn giữ tình trạng tốt, chưa có bị trầy xước, còn rất đẹp ha mọi người. Thì trên cái dòng thế hệ cũ này nó cũng còn cho chúng ta cái chức năng là lau nếp. Thì cái chức năng này giúp cho mọi người tăng cái độ ồn của âm thanh lên, cái âm sắc của âm thanh lên ha. Nhưng mà nhận thấy cái chức năng này dần thì những anh em chơi audio lâu ngày á thì họ sẽ không sử dụng chức năng này, vì nó sẽ tạo lên cái tiếng ồn trong âm sắc mà nó không cái mang lại cái sự chi tiết cho cái bài nhạc ha. Với cái ngôn ngữ thiết kế với cái màu đen này thì cũng giúp cho cô chú anh chị mình bày trí lên những cái gian phòng khách cũng như là gian phòng ngủ của mình để tôn lên thêm cái sự mạnh mẽ ha. Nhìn rất là bắt mắt. Dạ rồi, tiếp đến là cái bề mặt ốp của con 1500R. Thì đây là cái khiển zin theo đời máy của 1500R ha. Rồi, cái khiển cũng còn giữ tình trạng khá tốt. Bề mặt ốp của cái con 1500R này cũng còn khá tốt ha. Chưa có dấu hiệu bị trầy xước trên cái ốp lưng này. Góc cạnh thì chưa có bị cấn mốp luôn ha. Dạ rồi, tiếp đến là con 1500AE. Với cái ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới cũng như là mang lại một cái âm sắc cũng rất là tươi sáng ha, của cái dòng 1500AE này. Thì theo cái đánh giá khách quan của Nhật á, thì Nhật thấy cái con 1500AE này mình đáng chơi hơn, tại vì nó rất là thích hợp với những cái dòng nhạc thế hệ hiện đại mới như bây giờ, cũng như là mang lại cái âm sắc rất là ngọt ngào. Thì với hai cái ngôn ngữ thiết kế cũng rất là hoàn toàn khác nhau ha. Một bên là mặt thẳng liền như thế này, và một bên thì nó sẽ có một cái điểm nhấn. Rồi, những cái nút hiệu chỉnh như là bass, treble, ba lăng cũng như là volume còn giữ được tình trạng rất là tốt ha. Sau direct. Đặc biệt thì với cái dòng thế hệ mới này nó đã loại bỏ luôn cái chức năng lau nét đi rồi, thì thay vào đó thì nó sẽ cho mọi người một cái chức năng là bao gồm đi direct ha. Chức năng này cũng rất là thông dụng. Dạ rồi, thì máy về đây là khiển zin của 1500AE ha, RC1022, khiển cũng còn giữ tình trạng khá tốt. Rồi, phần ốp lưng, góc cạnh cũng như là cái bề mặt suy trên đây chưa có cái dấu hiệu bị trầy xước. Dạ rồi, thì tiếp theo đây Nhật sẽ quay phía sau và cũng như là nội thất bên trong để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo ạ. Dạ rồi, thì Nhật cũng đã tháo hai cái nắp lưng ra rồi ha. Đây là cái tình trạng bên trong của hai cái nắp lưng của hai con máy ha. Cái màu sơn, nước sơn ở trong cái con 1500R này còn giữ được tình trạng khá là tốt, khá là đều màu ha.
chưa có cái dấu hiệu bị xuống màu hay là bị ten sét trong đây. Tiếp đến là con 1500 AE. Thì cái bên trong của con 1500 AE này nó sẽ không được phủ một lớp sơn, mà nó là nguyên một cái màu thép nguyên thủy ha. Còn giữ được tình trạng khá tốt, chưa bị ten sét ha. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ đến với gương mặt phía sau của con 1500 AE. Khung sườn cũng như là góc cạnh còn giữ được tình trạng tốt, chưa có bị xuống màu. Phần nước sơn cũng như là chữ nghĩa phía sau cái con 1500 AE này còn rất là đẹp. Đây là cái khung sườn của nó ha, còn trắng tinh luôn ha. Rồi những cái điểm AV thì được mã vàng, trên đây còn rất là sáng. Những cái cọc loa còn rất là đẹp luôn ha mọi người. Rồi đây là cái một số cái thông số kỹ thuật của con 1500 AE. Thì con này được sản xuất tại Nhật và có dòng điện là 100V, có công suất là 250W ha. Con này có số series là 6686. Thì hai cái con máy này, con 1500 AE và 1500 R thì nó sẽ có cái mức công suất tiêu thụ là 250, và cái mức công suất ra loa thì nó đều giống nhau, là nó sẽ có ở trở kháng 8 ohm thì sẽ có 70W một kênh ha, còn ở trở kháng 4 ohm thì chúng ta sẽ có 140W một kênh. Hai con máy này với cái mức công suất tiêu thụ điện cũng như là cái mức công suất ra loa rất là giống nhau luôn ha. Rồi bên trong của con 1500 AE, tầng phô cấp nguồn, những cái điểm này, con này đặc biệt con này 1500 AE này, cái phần phủ bên ngoài nó không có bị đen giống như mấy con lượt trước ha mọi người. Con này thì còn giữ được tình trạng rất là tốt. Rồi các phần bo mạch cũng như là linh kiện còn rất là liền lạc. Rồi đây hai cái tủ lọc nguồn còn rất là phẳng luôn ha, chưa có dấu hiệu bị dập. Rồi tiếp đến là con 1500 R, khung sườn. Phía sau của con 1500 R này thì nó có một cái vết xước hơi nhẹ như thế này ha, nhưng mà nhìn nghĩ chắc còn không ảnh hưởng lắm về cái ngoại hình. Góc cạnh thì không có dấu hiệu bị cấn mớp, khung sườn cũng còn rất là trắng ha. Những cái điểm chi tiết mạ vàng cũng còn rất là tốt. Cọc cắm loa còn vàng ươm luôn ha mọi người. Thì con này cũng sản xuất tại Nhật, có dòng điện là 100V ha. Con này có số series là 0419. Rồi nội thất bên trong của con 1500R, hai tầng phô cấp nguồn, những cái điểm đồng này còn rất là sáng luôn, chưa có dấu hiệu bị ten sét ha. Thì Nhật cam kết với mọi người hai con máy này được Nhật đặt order tại Nhật về, chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam, nên mọi người cứ yên tâm sử dụng ha. Những cái dòng sản phẩm này bên Nhật đều có hỗ trợ bảo hành cho mọi người trong vòng 3 tháng. Đây, hai cái tụ lọc nguồn còn rất là phẳng luôn ha, linh kiện thì còn rất là liền lạc. Dạ rồi thì vừa rồi Nhật cũng đã quay tổng thể nội ngoại thất của hai con máy để gửi đến cô chú anh chị mình tiện đánh giá và tham khảo luôn ha. Thì Nhật có một số cái đánh giá khách quan như thế này về hai cái dòng Amply, một thế hệ cũ và một thế hệ mới á. Thì cái dòng thế hệ cũ á, thì Nhật thấy sẽ giúp cho các anh mình chơi với những cái đời nhạc hơi cổ một tí ha, có cái âm trầm nó hơi yếu á, thì mình sử dụng cái con máy này. Còn và
giúp cho các cô, các anh, các chú mình đánh với những cặp loa cổ, những cái dòng loa mà khó tìm âm ly á, thì mình sử dụng con 1500R này, mang lại cho mọi người một cái chất âm cũng khá là tốt. Còn về cái dòng 1500AE á, thì nó là thuộc dạng âm ly thế hệ mới, nên là nó có một cái màu sắc nó sẽ tươi hơn, và cái chất âm của nó mang lại á, thì nó sẽ mềm mại và nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn nhiều so với dòng thế hệ cũ này ha. Thì để mà so sánh á, thì lựa chọn á, thì Nhật vẫn sẽ thích cái dòng thế hệ mới hơn, vì nó khi chúng ta nghe tiếng nhạc á, cái âm trầm của nó mềm mại và nhẹ nhàng, nó không làm cho chúng ta, cái âm bass nó không làm cho chúng ta mệt khi mình nghe cái bài nhạc ha. Còn cái dòng thế hệ cũ này á, thì nó đánh cái âm bass nó bạo lực quá, thì chúng ta nghe bài, những cái bài nhạc trong cái thời gian dài á, thì sẽ làm cho mình mệt thêm hơn ha. Thì hai cái dòng sản phẩm này bên Nhật đều có bán đầy đủ hết, nhưng mà cái nào hay hơn thì Nhật sẽ khuyên hướng về cái con đó thôi ha. Còn đối với các cô, các anh, các chú mình thích dòng sản phẩm nào thì mình cũng có thể lựa chọn theo cái sở thích của mình ha. Và cuối cùng, nếu như cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại là 0792579507 và 0374613199, hoặc mọi người cũng có thể đến tận địa chỉ là số 579 đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để xem qua sản phẩm. Và Nhật xin nhắc lại cái mức giá là của hai con Amly này, con 1500R màu đen có mức giá là 10.500.000 và con 1500AE có mức giá là 11.500.000 ha. Thì hai cái dòng sản phẩm này Nhật đảm bảo với mọi người là còn nguyên zin, chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam. Và cuối cùng, Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo ạ.